chiếc kẹt ha, bên ngược chiều bên phải ha, kẹt cả máy cắt và máy kéo luôn ha, máy kéo lúa đó, chạy cũng thịt khối luôn nè. Chiếc cấu bây giờ là chỉ ve ve lời không, không đâu dám tới nữa đâu. Chọc dừa bây giờ cho chọc bằng móc không ha, đâu còn leo leo trèo cho mệt ha, khỏe. Hồi nãy mấy chiếc cao tốc đi qua cái ngã ba đồ của anh lừ đâu nữa, sóng to giặt ngã rồi lần nước nó lắc. Đó, chiếc tàu dầu này bây giờ là chỉ là ghe không, chứ không dám tiến tới mà. Chiếc dầu khí lửa khổng lồ nè mày, nó nổi đó nha, bữa nay nó sao nó hơi chở hàng mà nó hơi nổi, nó không được thẳm nè. Chiếc ghe chấu đây là các bạn là 150 mét, giờ chỉ là ghe là không dám tiến tới nữa rồi. Chiếc xà lan chấu từ vừa nãy vượt lên được có vài chục mét vậy, chưa có ra xa khỏi nữa. Hiện giờ đang ùn tắc là khoảng 2 cây số. Các bạn xem kỹ nha, chiếc tàu dầu khí này ha, cái lượng mực nước của nó là cao nhất là 3m8. Bữa nay mình nó nổi lên mình tận mắt mình thấy luôn ha, 3m8. Cái neo trước của nó quá trời khủng luôn, dính một nùi gác luôn, nùi gác nó cũng khủng lắm. Giờ chỉ gan ti thôi ha. Nước sôi nó thả theo cũng rất nhanh, nhanh quá phải lui lại ha, cho xuống ghe lại đó, nó hơi đứng lại, ban đầu lại đạp lên vô số tới liền chút ha, ủi lần cái rồi ngưng lại liền, ủi cái ngưng bẻ lái ha. Trước mặt mình là trên cái ghe mua dừa, cái mua dừa cũng gần quê mình ở đây nè ha, cách khoảng 10 mấy cây số mua dừa, nó đậu ở đây luôn hả, đậu mua dừa tự nó chứng kiến là sao nguyên cái con sông là tự nó xà lan sao ùn tắc dữ, mấy anh cũng không biết rõ nguyên nhân gì, mình nói là do mắc cạn, thang nước cạn á, tại bị vướng vậy nó ùn tắc rồi. Mấy chiếc tàu dầu khí này của họ là Hoàng Sơn không á. Lâu lâu bẻ bánh lái ha, vô số bẻ bánh lái nha. Cái chân địch đập nó cũng khủng ha. Nhả cái ầm nước liền. Đó, chiếc làng cháu từ giờ nãy cách khoảng mình được không được 500 mét đó các bạn. Từ thời gian cũng dài lắm rồi đó. Cuối cùng là cái chiếc xà lan dầu khí của Hoàng Sơn là cái chiếc cuối cùng đó ha, là nguyên một đòn ở đó nè, đòn ở đó là bị ùn tắc nè, gần gần lần lần nó cũng gãn ra ha, nước cũng dâng lên rồi.